Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube channel của Kids Plaza. Và tại kênh này thì Trang sẽ review rất nhiều các sản phẩm cần thiết và hữu ích dành cho mẹ bầu và em bé. Thế nên mọi người nhớ like và subscribe kênh nha. Dạo gần đây thì Trang nhận được rất nhiều câu hỏi của các ba mẹ về xoay quanh chủ đề là giường cũi. Có nên cho bé nằm giường cũi không này? Hoặc là muốn đi xem giường cũi một vài cái mẫu mới đi xem ở đâu này? Hoặc là muốn sắm một cái giường cũi mà bền đẹp mà giá ok một chút thì nên mua ở chỗ nào? Rất nhiều câu hỏi xoay quanh chủ đề này. Thế nên hôm nay Trang quyết định làm luôn một video, một series các câu hỏi đáp dành tặng cho các ba mẹ về chủ đề giường cũi để mình có thêm những cái thông tin hữu ích nhá. Hiện tại thì Trang đang có mặt tại cửa hàng Kids Plaza. Và bây giờ xin mời mọi người hãy cùng theo chân Trang để mình có thể khám phá những set giường cũi mới nhất về tại Kids Plaza trong năm nay nhá. Nào chúng ta cùng đi thôi. Đầu tiên đó chính là có nên cho em bé nằm giường cũi hay không. Trước khi mà trả lời câu hỏi này thì Trang sẽ gửi đến các ba mẹ một số những cái thông tin để mình tham khảo về việc là lợi ích của việc cho em bé nằm giường cũi nhé. Lợi ích đầu tiên đó chính là khi em bé có một không gian ngủ riêng rất là thoải mái và dễ chịu như thế này thì em bé nhà mình ngủ sẽ rất ngon và sâu giấc. Và thứ hai đó chính là cho em bé nằm giường cũi thì sau này em bé lớn lên mình muốn tách riêng phòng cho em bé ngủ riêng thì rất là dễ dàng. Và việc cho em bé ngủ ở giường cũi rất là phổ biến ở nước ngoài trong nhiều năm nay rồi. Và quay trở lại câu hỏi thì sẽ tùy thuộc vào cái nhu cầu và cái mong muốn của các ba mẹ như thế nào mà mình sẽ quyết định là có cho em bé ngủ giường cũi hay không. Câu hỏi thứ hai đó chính là khi lựa chọn giường cũi cho em bé thì mình cần chú ý những điều gì? Thì sẽ có 3 điều chú ý như sau. Mình cùng chú ý theo dõi nha. Đầu tiên đấy chính là việc lựa chọn chất liệu. Như Trang thấy thì mọi người rất là thích cái chất liệu bằng gỗ như thế này. Bởi vì sao? Vì gỗ rất là thân thiện với môi trường này. Rồi có nhiều kiểu dáng phong phú đa dạng để mình lựa chọn. Tiếp nữa là độ chắc chắn của nó rất là cao. Ví dụ như Trang với trọng lượng của một người lớn như thế này ngồi rất là thoải mái, dễ chịu. Rất là chắc chắn luôn nha mọi người. Tiếp nữa là điều thứ hai cần lưu ý khi lựa chọn giường cũi. Đó chính là lựa chọn cái kích thước giường cũi như thế nào phù hợp với nhu cầu sử dụng và diện tích nhà ở của nhà mình. Và thứ ba chính là việc tích hợp nhiều chức năng cho một chiếc giường cũi như thế này. Ví dụ như thế này nha, mình chỉ cần kéo cái này lên này, bỏ cái tấm đệm này ra, vậy là mình có một chiếc cũi cho em bé tha hồ nô đùa rồi. Có nghĩa là chiếc giường cũi nó tích hợp cả chức năng về vừa là một chiếc giường ngủ cho bé này, vừa là một chiếc cũi cho em bé chơi. Bé có thể sử dụng từ 0 tháng tuổi cho tới 3 tuổi luôn. Rất là hữu ích đúng không nào? Câu hỏi thứ ba được rất nhiều ba mẹ quan tâm đó chính là làm sao để mua được một bộ giường cũi vừa bền vừa đẹp mà giá chỉ dưới 3 triệu thôi, không cần đi đâu xa hết. Ngày hôm nay Trang giới thiệu cho mọi người hai bộ giường cũi chỉ có giá dưới 3 triệu đồng mà rất là đẹp. Nhìn thôi đã thấy mê rồi đúng không nào? Bộ đầu tiên Trang giới thiệu mọi người đó chính là bộ giường cũi Kids Plaza Office 3-in-1. Vì sao lại là gọi 3-in-1? Thì đây, mọi người có thể khám phá ngay cùng Trang nhé. Đây chính là một chiếc nôi dành cho em bé 0 đến 3 tháng tuổi có thể ngủ ngon lành ở trong này. Và bố mẹ thì có thể dễ dàng quan sát em bé của mình hơn. Đây là một cái nôi di động mà mình có thể dễ dàng mang đi đặt ở khắp nơi trong nhà của mình được. Nó có thể đu đưa nhẹ nhẹ như thế này này. Rồi em bé nhà mình dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn, ngủ ngon giấc hơn. Còn có một cái màn trắng như thế này nữa. Màn cái này là giống như cái màn chụp ấy. Rất là dễ dàng tháo lắp và giúp cho em bé nhà mình bảo vệ khỏi muỗi và côn trùng. Sau khi bỏ cái nôi ra thì mình có một cái chỗ giường như thế này, rất là rộng rãi và thoải mái để em bé có thể ngủ ngon giấc hoặc là vui chơi ở trong này. Cái bộ giường cũi này thì nó có cái bộ quay đi kèm. Quay là như thế này mọi người. Mình sẽ quay xung quanh cái giường để em bé ngủ ngon giấc hơn, đảm bảo an toàn cho em bé. À, có một cái điều đặc biệt mà muốn giới thiệu mọi người đó chính là bộ nôi cũi Kids Plaza Oxford 3-in-1 này thì được làm từ chất liệu gỗ thông New Zealand. Đây là dòng gỗ cao cấp được nhập khẩu từ nước ngoài. Và mọi người có thể nhìn thấy là tất cả những cái bề mặt của sản phẩm đều được xử lý rất là trơn nhẵn, đảm bảo an toàn cho em bé của nhà mình nha. Tiếp nữa để giới thiệu mọi người đây, khi mà nằm ngủ cùng với bố mẹ mình có thể bỏ hạ cái tấm chắn này xuống hoặc là kéo lên như thế này với một thao tác rất đơn giản thôi. Chắc chắn và an toàn để em bé có thể ngủ ngon giấc, yên tâm các bà mẹ để em bé ngủ trong này. Hoặc là mình có thể hạ cái này xuống để áp cái giường này sát vào giường của bố mẹ.
à mình có thể mở rộng được cái giường ấy luôn nha. Một thao tác rất là đơn giản như thế này thôi. Đây mọi người, sẽ có một cái chốt ở đây như thế này để mở rộng cái giường hơn, để khi mà em bé như mình lớn hơn một chút ấy, mình vẫn có thể nằm thoải mái ở trong chiếc giường này. Đó. Như thế này nha mọi người, rất là rộng rãi thoải mái luôn. Chỉ có một thao tác rất là đơn giản thôi. Tiếp theo nữa, một cái tính năng của sản phẩm này đó chính là biến thành một chiếc cũi. Làm thế nào để biến thành một chiếc cũi? Đó là mình chỉ việc nhấc cái tấm này ra thôi. Nhấc cái tấm chắn này ra, kéo cái này lên, và thế là mình đã có một cái cũi để cho em bé chơi. Có thể là đến khoảng bé 2-3 tuổi vẫn thoải mái chơi ở trong chiếc cũi này nhá. Mình có thể nhìn thấy phía dưới này có một cái khoang rất là rộng. Khoang này mình có thể để đồ, ví dụ như là đồ chơi cho em bé này, hay là chăn gối của em bé nữa, mình có thể để ở khoang dưới, rất là rộng rãi và tiện lợi. Thêm nữa là cái sản phẩm này có một cái bộ màn rất là xinh luôn, để bảo vệ các công chúa, các hoàng tử của nhà mình. Đây để mọi người có thể nhìn rõ nha. Rất là xinh xắn đúng không nào? Cái màn này giúp bảo vệ em bé nhà mình khỏi muỗi này hoặc côn trùng này, và nhìn nó rất là đáng yêu nữa. Tất cả những cái bộ phận này có thể tháo rời và vệ sinh một cách dễ dàng nha. Và sản phẩm Kids Bazaar Oxford 3-in-1 này thì giá rất là mềm, chỉ có giá là 2.890.000 đồng thôi. Tính ra thì mình sẽ rất là tiết kiệm chi phí, vì sản phẩm này có thể dùng cho em bé từ 0 cho tới 3 tuổi luôn nha. Cực kỳ tiết kiệm cho ví tiền của nhà mình luôn. Sản phẩm thứ hai mà Trang muốn giới thiệu với mọi người có tên là giường cũi Kids Bazaar Natural Compact. Nghe cái tên thôi đã rất là thiên nhiên, rất là tự nhiên đúng không ạ? Sản phẩm này thì cũng được làm bằng gỗ thông cao cấp, được nhập khẩu từ New Zealand. Màu sắc thì rất là trang nhã và sang trọng. Nó cũng có các tính năng tương tự như là chiếc giường cũ Trang vừa giới thiệu, là có thể làm giường này, một chiếc giường cho bé nằm này, có thể mở rộng cái thanh này ra hơn nữa, và có thể làm thành một chiếc cũi. Có một điều đặc biệt của sản phẩm này đó chính là có thể biến thành một chiếc bập bênh nha mọi người. Đây Trang sẽ lắp cái này lại rồi làm một chiếc bập bênh cho mọi người xem. Đó, nó sẽ đu đưa nhẹ nhẹ như thế này, giống như là cái vòng tay vỗ về của mẹ để em bé nhà mình ngủ ngon giấc hơn, sâu giấc hơn. Sản phẩm này cũng có một cái màn che cho em bé rất là xinh xắn, đáng yêu. Và giá của sản phẩm này thì rất là mềm, cực kỳ mềm luôn nha mọi người. Sản phẩm này chỉ có giá là 2.199.000 đồng mà thôi. Vừa rồi Trang có giới thiệu cho các bà mẹ hai set giường cũi rất là đẹp mà giá thành còn rất là mềm nữa, để mình có thể dễ dàng lựa chọn. Và có một lưu ý khi mà mình cho em bé nằm ngủ ở giường cũi, đó chính là mình không nên để quá nhiều những cái vật dụng ở khu vực của bé ngủ, ví dụ như là chăn gối hay là đồ chơi thú bông cho em bé. Mình nên chuẩn bị cho em bé một cái gối cao su chống ngạt này, một cái chăn lưới này, và khi ngủ thì mình có thể ủ kén cho em bé, hoặc là để cái gối chặn để em bé luôn cảm giác yên tâm hơn, an toàn hơn, và giống như là vòng tay của mẹ vỗ về em bé sẽ ngủ ngon giấc hơn. Và hiện tại thì hai set giường cũi mà Trang vừa giới thiệu đều được bày bán tại hệ thống cửa hàng Kids Plaza trên toàn quốc. Ba mẹ có thể tới tham quan và mua sắm. Kids Plaza còn hỗ trợ lắp đặt tận nhà cho mình trong vòng bán kính 7 km. Và nếu có bất kỳ câu hỏi nào về giường cũi, các ba mẹ có thể comment ngay dưới video này nhé. Nếu thấy video này hay và hữu ích, các bạn hãy like và subscribe kênh và chờ đón các video tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các ba mẹ. Bye bye!